tập tiếp theo của Đấu Trường Âm Nhạc Nhí, ba thủ lĩnh hài hước, dí dỏm: Ái Phương, Phạm Hy và Anh Tú sẽ đưa khán giả đến với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Dạ, mỗi lần em bưng nước á anh, bưng. Đây là cái thế bưng nước các bạn. Quậy, quậy cho khách. Quậy. Dân. Hòa nhịp cùng không khí âm nhạc đầy chất rốt và những giai điệu dân ca tha thiết, qua phần thể hiện không thể xuất sắc hơn từ các đấu sĩ nhí. Bỏ lỡ các bạn nha. Đại Nghĩa xin chào tất cả quý vị khán giả đã đến với chương trình Đấu Trường Âm Nhạc Nhí. Chương trình do Đài Truyền Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty M&T Picture thực hiện. Cứ vào mỗi buổi tối thứ hai lúc 21 giờ trên kênh truyền Vĩnh Long 1 thì chúng ta lại gặp nhau trong chương trình này để xem coi các bé nhỏ nhỏ xinh xinh đến với chương trình này hát hay như thế nào. Và mới hồi nãy thì Nghĩa đi qua ba căn phòng, liếc nhẹ vô bên trong thì thấy toàn là những gương mặt quen thuộc, những gương mặt đã ấn tượng với chúng ta ở những tập phát sóng trước. Và ngày hôm nay là một tập rất đặc biệt khi những gương mặt được quý vị khán giả yêu thương từ những tập trước quay trở lại với chương trình để một lần nữa thể hiện khả năng ca hát. Và bây giờ chúng ta sẽ chào đón ba vị thủ lĩnh của ngày hôm nay. Đầu tiên là một cô gái xinh đẹp đến từ đất nước thân yêu của chúng ta, đất nước Việt Nam. Xin mời Ái Phương. Chào em. Chào anh. Em xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Hôm nay là một cái chương trình đặc biệt nha. Ba thủ lĩnh đến từ ba nước khác nhau mà em đại diện cho Việt Nam đó. Oh wow. One day I'll touch your soul. One day I'll finally know my soul. One day I'll come to you to say hello Vietnam. Hello Việt Nam. Đó là lời chào Mãi Phương dành cho tất cả mọi người khi đến với chương trình. Tiếp theo, chúng tôi đã lặn lội sang đất nước bạn Thái Lan để tìm ra một vị thủ lĩnh cũng sẽ rất là vui tính và phù hợp với các con. Xin được chào đón chàng trai Thái Lan Phạm Hy. Sao ba nên mãi kha? Mày thọt mày lẹo mày ổn ổn lẹo na. Làm gì? Ê, anh có làm gì phật lòng Phạm Hy không em? Em nghe hơi đau mắt á. Lẹo. Mới ra cái gì mà kêu thọt thọt anh xong kêu anh ủi nủi nủi như kêu, ý anh là con heo hay sao vậy? Dạ đúng rồi. Ê, không phải. Ý em ở đây là em là đại diện là Thái Lan mà anh. À. Anh thấy em mặc đồ Thái Lan ghê chưa? Rất Thái. Rất là màu sắc. Câu tiếng Thái có ý nghĩa là hôm nay tôi rất vui khi được có mặt tại chương trình này. À, anh là anh bị mập, cái anh nghĩ lúc nào người ta cũng chửi anh mập. Ai biết đâu, tự nhiên ra cái kêu cái thọt thọt cái ủi ủi ủi. Dạ, lẹo. Mình hạn chế nhắc tới cái chữ mập. Chị đâu có mập. Có đâu. Với lại là nhiều khi mình cũng hãy nhìn lại mình một chút xíu. Tức là mình không có ốm gì hơn ai đúng không? Chứ đây là chỗ đây anh đại diện là thần tượng, hình mẫu lý tưởng của chị, làm sao anh mập được em? Anh không thể mập được. Không thể mập được đó. Anh sẽ đứng về đúng đội rồi, của em hôm nay nha. Dạ trời ơi đúng đó. Rồi anh ơi. Bên đây người ta ra người ta hát về Việt Nam nè. Giờ mình đến từ Thái Lan mình hát tiếng Thái luôn được không? Được chứ sao không được anh. Mê ai bum ba thâu, mê ba nhum ba bay. Ca tương bừng. Ê ê ê ê. Cái gì mà có lai lai giữa Thái giữa Việt vậy em? Anh nghe lại gì bưng cái thao. Rồi anh thôi sao rồi. Vậy? Em có nghe cái gì mì lẩu Thái vậy? Mì lẩu Thái nữa. Bởi vậy mọi người phải đi cập nhật tiếng Thái đi nha. Chứ em hát là cái gì? Em hát là em không có hiểu. Dạ. Đây chàng trai đến từ đất nước Thái Lan vui nhộn. Vậy còn một thủ lĩnh nữa đến từ đâu? Xin mời thủ lĩnh đến từ đất nước Campuchia. Yeah.
khao mọi khơi người khơi. Em ơi, đất nước nào mà sao đàn ông ra múa dữ vậy em? Em không đàn biết ông nữa. Mà dẻo dữ vậy. Nước nào đây? Sambuche hả? Nước Sambuche. Sambuche. Sambuche là nước gì? Sambuche sinh tố đó anh. À, là nước sinh tố. Sinh tố hả? Sambuche yeah, đó. Yeah, yeah. Mới đầu nghe tưởng nước Campuchia em ơi, mà không phải. Nước phải. Trái cây nha quý vị, nước trái cây Sambuche. Ủa mà nước trái cây Sambuche mắc gì mà ra múa quẹo quẹo cong cong quá vậy? Vậy mỗi lần em bưng nước á anh. Bưng. Đây là cái thế bưng nước á bạn. Quậy. Quậy. Quậy cho khách. Quậy. Dân, dân, dân. Rồi cái cuối cảnh... cùng là cái ly sinh tố nó còn không? Dạ không. Đó. Thực ra chị nghĩ là cũng còn, nhưng mà sau cái kinh doanh ngành nghề này là phải có bảo hiểm chứ không là bị gọi là thoái quá cuộc sống thoát vị đĩa đệm luôn. Thoát vị đĩa đệm. Mà nè, hai thủ lĩnh bên đây là người ta có hát hết, hát tiếng Việt nè ha, hát tiếng Thái nè, bây giờ mình hát tiếng nước sinh tố Sambuche coi. Lên đi em ơi. Dạ. Ai mua Sambuche? Có ai mua Sambuche mua giùm em. Em em ơi, rất xàm, rất xàm rồi nha. Ok. Mới nghe một câu thôi thấy rất xàm rồi, cho nên không cần phải quảng cáo nữa. Và thưa quý vị, đây là ba thủ lĩnh, mỗi người là một vẻ, không có ai đụng hàng với ai hết, sẽ tạo ra những màu sắc khác nhau trong chương trình của chúng ta. Đến chương trình này thì các vị thủ lĩnh cần phải biết những cái con người cũng rất là quan trọng nha. Đầu tiên, hướng mắt nhìn về bên tay trái. Đó. Hội đồng 20 vị khán giả quyền lực đó. Dành cho họ một tràng vỗ tay trước rồi đó. Mọi người ơi, vỗ tay cho đội của mình nha. Mọi người sẽ được một ly Sambuche. Trời ơi. Còn bên tay phải của chúng ta là những con người còn quyền lực hơn nữa. Dạ. Là những vị sứ giả âm nhạc. Wow. Sẽ là người bình chọn cho con em chúng ta. Cho nên lại càng cần phải vỗ tay ra mắt họ cuồng nhiệt hơn. Sao vậy em? Gia đình em. Gia đình em hả? Quen dạ. hết không? Anh chị em họ nội ngoại. Hai bên luôn hả? Dạ đúng rồi. Sao anh thấy mọi người dòm em? Thấy mọi người dòm em xa lạ quá vậy? Lạ không? Không quen không? Kìa. Không quen rồi. Tôi xong nhớ luôn. Mặt mấy người. Đó. Làm sao làm lấy lòng được họ cũng nha. Cũng có gia đình em ở bển luôn. Ủa vậy hả? Gia đình hết vậy? Bạn cùng trường của em nhiều lắm anh à. Đâu, đâu nói đâu, tiếng Thái, đâu. Nói chuyện với họ coi. Sua đi nè kha, phu vàng Nam Hương nè, Kiều Anh nè. Hai bên đây ta nhận bà con quá rồi, lẽ giờ mình thua thôi em. Dạ. Làm gì chị... lấy lòng đi. Anh chị sáng giờ cũng mệt rồi đúng không? Bây giờ... Không kìa. Mọi người ơi, nếu mọi người ủng hộ em, sau khi quay xong chương trình này, mọi người hai đi Sambuche nha. Không ai hưởng ứng luôn. Và chúng ta sẽ có những cái điều có ích sau đây. Ba cái quyền trợ giúp sẽ rất có ích cho các vị thủ lĩnh. Quyền đầu tiên đó là quyền chặn, không cho đối thủ chọn đội mình mà phải chọn đội còn lại. Nếu đội còn lại đã hết đấu sĩ thì mình sẽ được chọn ngược lại đấu sĩ của đội bạn. Quyền thứ hai đó là quyền quyền cứu, thủ lĩnh hoặc đấu sĩ đã bị loại được lên cứu đấu sĩ đang thi đấu. Quyền thứ ba đó là quyền quyền chuyển, chuyển một đấu sĩ khác trong đội lên cứu đấu sĩ đang thi đấu. Đó là ba quyền mà chúng ta sẽ có, nhưng mà chúng ta sẽ phải bốc thăm. Hên xui may rủi vô cái quyền nào mình xài quyền đó. What? À. Từ không thành có thấy chưa? Rồi xin tố nước ép bốc đi em. Không mà lấy cái bị của em à. Cái gì vậy? Nhiều chuyện. Cái người này. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe một ca khúc mở màn. Ba căn phòng, ngân hà, rừng xanh và đại dương. Mỗi phòng có ba bé. Các bé sẽ chia nhau ra hát. Hãy lắng nghe thật kỹ để nhận ra coi là bé nào ở phòng nào là hát hay. Mình muốn làm thủ lĩnh thì mình chạy đến trước cửa căn phòng đó, mình chắn ngang, không cho ai đột nhập vô. Vậy thì các thủ lĩnh sẽ chọn căn phòng nào đây? Mời các bạn nghe nhạc. Cha ơi hôm nay con đã về, quê hương yêu ơi con đã về, mang theo bao nhiêu những ước mơ của lòng con. Cha mang trên vai bao khó khăn, mong cho tương lai con mãi xanh, cho con bay trên những ước mơ để hôm nay đẹp như thơ. Những giấc mơ cầm tay nhau, hát với nhau một khúc hát cảm ơn dành cho đời. Yeah.
không vui nào ngọt ngào hơn những ước mơ của ta. Rất sôi động. Vì sao em chậm trễ hơn ta? Đứng trên đây nghe đó, rồi lo diễn, lo giao lưu. Có đâu anh đang kia Nghĩa, lo đi tìm chỗ bán sinh tố đó. Ra là em chọn phòng này á, lý do là vì hợp phong thủy. Phong thủy của em sao? Số 3 hợp em hả? Không phải, tại vì là em mạng thủy em, hả? Em là mạng mộc, vì em cần nước để tưới cho em lên à, đó. Là đó, 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 đó. Không? Chứ, đi chơi game nào, mà mệt chứ, mỏi quá. Chứ phòng nào cũng hay hết phong trơn thủy quá. Sao mà lửa à, em mạng gì? Dạ em mạng kim. Mạng kim, rừng xanh hợp với em không? Dạ không biết nữa. Ừ. Chị coi giùm em quẻ. Chị nghĩ trong rừng có khoáng sản. Còn căn dạ, phòng. Dạ em mạng kim anh. Em biết anh tính hỏi vậy đúng không? Không anh chưa, không anh định không hỏi luôn á. Không định hỏi. Không định hỏi luôn á. Dạ thôi coi như em chưa nói gì đi nè mọi người ơi. Vậy thì các con của phòng Ngân Hà bước ra ngoài gặp thủ lĩnh Phạm Hy nào. À. Trời ơi. Những thiên thần. Đây, những gương mặt đã từng xuất hiện ở những tập trước đều là những gương mặt ấn tượng thôi nha. Xin chào tất cả các cô chú. Đại cư con tên là Hố Đen Vũ Trụ. À. Sao con lấy tên là Hố Đen Vũ Trụ vậy? Dạ thưa chú là Hố Đen Vũ Trụ là nó là cái trung tâm của vũ trụ và hố đen nó thường hút các hành tinh khác vào bên trong của nó. Đó. Là ý định là hút hết mấy đồ kia vô mình luôn phải không? Dạ đúng, đúng rồi. Vậy thì từng thành viên giới thiệu về tên mình xem. Dạ, con là Hố Đen Vũ Trụ hiền lành Ngọc Bích. Ngọc Bích. Còn con là Hố Đen Vũ Trụ Lanh Chanh Hạnh Trang. Đúng rồi, bà lanh quá bà. Người ta là Hố Đen Vũ Trụ, bà Hố Đen Lũ Trụ. Còn con là Hố Đen Vũ Trụ tinh nghịch Tấn Bảo ạ. Tấn Bảo. Hố Đen Vũ Trụ Thà Chịu Nắng Còn Hương Không Thắng. Yeah. Thà Chịu Nắng Còn Hương Không Thắng. Đó. Tiếp theo, căn phòng rừng xanh. Coi coi có cái khoáng sản gì nha. Mời các con. Ba cô gái. Trời ơi, đi cưng quá. Thấy chưa, đẹp gái đẹp trai ghê chưa. Cái đội nhìn là thấy tươi tắn liền. Đẹp gái thôi đừng bỏ vụ đẹp trai đi. Tại vì bé không có bé nào bé trai hết trơn á. Dạ em nè. Bé này già lắm rồi không tính. Dạ đội của con tên là đội Hổ Mèo. Dạ con không phải là con mèo, mà con là con cọp trắng chiến thắng Minh Hằng. Trời ơi, sợ quá, sợ hãi quá. Run gãy với con quá. Còn con là mèo rừng quẩy tân bừng Ngọc Nhi. Ngọc Nhi. Còn con gái ở giữa. Dạ cuối cùng là con là báo hoa mai hát không sai Hà My. Hà My. Tú ơi, đội em cũng mạnh không kém đâu nha. Khẩu hiệu đội mình là gì? Dạ, đội họ mèo sẽ trèo cao và không lạc hớ. Tiếp theo,
căn phòng đại dương. Căn phòng mà cô Ái Phương đã tốn nhiều công sức cũng như là phải vận dụng cả nhan sắc mỹ nhân kế để có thể giữ cái vị trí thủ lĩnh của mình ở đây. Mời các con xuất hiện gặp thủ lĩnh Ái Phương. Trời ơi. Dạ, tụi con đang ngồi trong phòng đại dương. Và tên của đội con là Cá Heo. Cá Heo. Tụi mình đã bàn rồi mà. Để chị tính coi. Hay là đội mình tên là đội toàn cá đi. Dạ. Còn con là cá mập Thanh Thủy. Con là cá heo Candy Ngọc Hà. Năm nay con 6 tuổi. Dạ, con là cá voi tủm tỉm dễ thương Quốc Dương 8 tuổi. Ái Phương, đây, hai cô cậu này lần trước khi tham gia là ở hai đội khác nhau đã có một trận đấu quyết liệt, nảy lửa đúng không? Mà hay vô cùng luôn. Thôi đúng này, rồi. Hai cái nhân tố này dồn hết qua đội của em. Đội của em là nhiều đối thủ nặng ký lắm đây. Yeah. Như vậy là chúng ta đã gặp gỡ thủ lĩnh của mình rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ vào lại trong phòng để họp đội, bàn bạc kế hoạch để chuẩn bị thi đấu cùng với những đội khác nha. Mời các con và thủ lĩnh quay lại vào phòng. Đi thôi. Trước khi bước vào cuộc chiến, ba vị thủ lĩnh sẽ có khoảng thời gian hoạch định chiến lược với những đấu sĩ của đội mình. Ái chà chà, không biết ba vị thủ lĩnh thú vị của chúng ta có những kế sách gì đấy nhỉ? Hãy cùng chờ xem họ trổ tài nha. Cả ba căn phòng đã họp lên kế hoạch xong hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ coi là chương trình lựa chọn một bài hát ngẫu nhiên. Đó là bài hát gì? Và hai căn phòng nào bấm chuông trước thì hai căn phòng đó sẽ cử đấu sĩ của mình ra tham gia trận đấu đầu tiên. Xin mời. Omelie, một bài hát rất là dễ thương và vui nhộn. Hai phòng nào bấm chuông? Phòng rừng xanh. Và phòng nào nữa bấm chuông? Phòng nào bấm chuông? Mới có một phòng bấm chuông thôi. Và đó là phòng đại dương. Thấy chú anh Tú là bấm chuông đầu tiên luôn. Chú anh Tú tự tin với các đấu sĩ của mình với cái bài hát này hay sao? Dạ phải ạ. Vậy thì chú Tú sẽ cử đấu sĩ nào ra? Dạ, đây. Ngọc Nhi, rất là mạnh mẽ. Còn bên đây cô Ái Phương cử đấu sĩ nào ra trước đây? Bên đây sẽ cử một cô bé rất là dịu dàng nhưng mà hát rất là ngọt ngào, đó là Thanh Thủy. Thanh Thủy cùng với Ngọc Nhi. Vậy thì mời hai con bước ra sàn đấu. Yeah, cố lên, cố lên. Woo. Đây là bài hát trận đấu đầu tiên. Bắt đầu. Hãy
tiếng tiến hát tiếng cười, thấp thoáng mấy người ngoài đám lên tiếng lời, thế tiếng nơi và xó xâm lên mời người ơi đàn đi. Có tiếng hát chồng từ đám lũ lượt về, thoáng thấy tiếng nam và thoáng có tiếng người đàn ta hò vang. Ô Mary tôi duyên, ô Mary khúc ca triền miên, ô Mary đời sống bao duyên tình, trời về trường ngồi dưới hàng cây xanh nhìn bao la rộng lúa xa xa mờ, đàn hoa ban tựa sóng sờ đêm bờ, đường về thôn còn thang nhịp nhàng đưa ngàn nơi, đàn cùng ta reo khúc ca trời vơi, nhạc còn vang nhịp nhàng đưa ngàn nơi. Quá, mới có bài đầu tiên thôi mà mấy con làm rất là tốt. Đến đây với chú nào. Và bây giờ chú Nghĩa sẽ đưa các con lên phi thuyền không gian. Đi thôi. Con muốn nói gì? Nếu mà giờ con rớt xuống đây á thì rất là bình thường. Mà giờ con kêu thủ lĩnh của con lên đây á thì cũng bình thường luôn. Cho nên là chú đang nghĩ đứng theo con gì nha. Gì trời. Gì có vụ này nữa. Thủ lĩnh của con phải chịu trách nhiệm về đội của con chứ sao tự nhiên giờ bắt chú vô đó đứng. Không, chú yên tâm đi, con đã từng học qua khai MC rồi, nếu mà chú có rớt xuống chú có bị gì á con làm thế cho. Trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi. Tự nhiên lỡ như bên đây mà rớt xuống, tôi vừa bị rớt xuống mà tôi còn mất việc luôn, nó làm sao? Đại nghĩa, đại nghĩa, đại nghĩa, đại nghĩa, đại nghĩa. Thôi được, nếu con đã yêu cầu thì chú sẽ nhận lời, nhưng chỉ một lần này thôi, một lần duy nhất. Tôi phá lệ, tôi đứng vị trí này thay thế cho cô bé Ngọc Nhi mà thôi. Những lần sau đừng ai yêu cầu tôi nữa nha, tôi sẽ không nhận lời nữa đâu. Và kết quả sẽ có trong ít giây sau, xin được phép bắt đầu. Người rớt xuống là bên kia chứ không phải bên đây. Đâu và rồi. Thưa quý vị, hù hù hù. Chúc mừng con đã chiến thắng trong trận đấu đầu tiên. Giỏi lắm con ơi. Rồi. Sao cả về đây. Cô ấy Phương ơi, lấy quà cho con. Dạ. Thủy, ra đây con. Đây, Thủy ơi, ra đây nha. Chú tâm sự với con một chút. Cái cảm giác xuống đó làm sao? Chú bị thoát tim thiệt con sự. Con cầm quà trước. Dạ đi. Có. Có, giật mình chút đúng không? Dạ. À, bây giờ khi con hát lại bài Omelie con hát nổi không? Omelie, Omelie. Sẽ có độ rung rồi Omelie. Omelie, Omelie đời ta. À, chắc hát bài đó là phải rớt trước xong mới ra hát. Cao lên, không sao rồi, con cảm ơn à. Con. Cô đã có kinh nghiệm lọt hố này rồi cho nên cô rất chia sẻ với con. Nhưng mà con nghĩ rất là hay, rất là tự hào. Ngọc Hà nói gì? Không sao đâu chị nha. Không sao đâu chị nha, còn hai tụi em gắn tim rồi. Trời ơi. Cố lên. Yeah. Cảm ơn con rất là nhiều. Bây giờ con qua bên đó ngồi xem những đồng đội của mình tiếp tục thi đấu nha. Rồi, cả nhà mình về chỗ rồi. Rồi, mình đi về mấy đứa ơi. Bây giờ thì mời đội của Nguyễn Anh Tú sẽ họp đội, tính coi là mình sẽ tiếp tục thách đấu với đội nào. Em thì em rất là cảm thấy thiệt thòi khi mà em với Hy là diễn viên, còn chị là ca sĩ. Đó. Thì em nghĩ như thế này, em sẽ giữ chị ở lại. Em sẽ chọn đội Phạm Hy để thách đấu. Chà. Với một thái độ như vậy thì em nghĩ là phải cho rớt xuống hố. Trời và ơi. Và người rớt xuống hố là đội trưởng nha, là Phạm Hy nha. Ủa cái đó là thí sinh ta chọn, mấy người đâu có được chọn đâu. Vậy Ngọc Nhi con muốn chọn bạn nào bên đây để thách đấu? Dạ con sẽ chọn bạn. Trời ơi coi cái ánh mắt kìa, coi cái ánh mắt kìa. Hạnh Trang. Hạnh Trang. Hạnh Trang. À. Nhí nhất đội luôn vậy đó hả? Sao con không chọn bạn bên đây bự bự cỡ con nè? Ừ. Hoặc là chọn bạn này nè, bự hơn con nè, con chọn bạn Nhí này phải chơi đấu với bạn Nhí người ta mới công bằng. Nếu mà chưa ra nói vậy thì con chọn chị Ngọc Bích. Con chọn chị Ngọc Bích đúng không?
Ngang tài ngang sức. Đúng rồi, ngang tài trận ngang sức. Trận chiến máu lửa rồi. Con sẵn sàng chưa? Dạ, con sẵn sàng. Đúng rồi, cười tươi vậy là biết sẵn sàng rồi. Con được quyền chọn bài. Dạ, con sẽ chọn bài Chị Tôi. Chị đó. Tôi. Bài Chị Tôi của nhạc sĩ Trần Tiến hay của nhạc sĩ Trọng Đài? Dạ, của nhạc sĩ Trọng Đài. Của nhạc sĩ Trọng Đài. Thế là chị ơi rùng bông qua gạo cái bịch đó. Con hát được bài đó không? Dạ được. Trời, bài gì mà hát không được anh? Đội em hay là đội lắm. Thần đồng âm nhạc. Đúng vậy, hay chỉ có lắm. Thủ lĩnh của con là hát không được thôi. Đúng rồi. Vậy thì mời hai đấu sĩ ra sàn đấu. Rồi, mời Ngọc Nhi. Đây là một bài hát từ từ, chậm chậm, nhẹ nhàng nhưng mà nó có tình cảm sâu lắng. Tưởng tượng mình là bà chị đó nè. Đó, chuẩn bị. Và trận đấu bắt đầu. Ngày chị sinh trời cho làng thơ vẫn vương với sợi tơ trời tình duyên bỏ chờ tình người đã đoan cho làng cố hát để Ngọc Nhi cũng diễn hay lắm, nhưng không hay bằng hai bạn của con đâu. Bên ngoài ta hát, bên trong diễn sai đắm luôn. Ngày chị sinh trời cho lạc thơ. Trời ơi, lát mình lơ mình hát, mình nhớ mình diễn cuồng nhiệt vậy nghe con nha. Rồi, mời hai con ở đây. Chúng ta lên phi thuyền ngay thôi, để biết kết quả từ các vị sứ giả âm nhạc đi. Chú Nghĩa ơi, đừng nói nha, đừng nhờ tôi nha, không cho nói. Vậy chú Nghĩa sợ quá. Cất cái micro không cho nói. Người ta chưa kịp nói mà anh. Nói gì? Lúc đầu á là chú đứng bên Ngọc Nhi. Khoan khoan chờ chú xíu. Rồi chú, rồi nói đi con. Chú định bấm tắt cái gì? Con biết rồi. Con nói này nè. Nói đi. Chú đã đứng bên kia rồi chú. Tự nhiên mất tiếng theo. Tự nhiên micro mất tiếng luôn vậy đó. Không biết con bé nó nói cái gì. Anh Nghĩa. Sao em? Em nhìn sâu. Rồi tắt tiếng hạ mi luôn. Alo, à có tiếng rồi. Rồi nói đi em. Em nhìn sâu trong ánh mắt của thí sinh của em. Sao? Là em biết thí sinh của em muốn nói gì. Muốn nói cái gì? Dạ. Rồi không nghe gì luôn, tắt micro luôn. Quyền lực ghê chưa? Cái kỳ vậy? Đó, nói lại được rồi nè. Ở đây nè, à đó thì nói thí sinh của em muốn nói là bây giờ hồi nãy anh lỡ tắt tiếng luôn. Dạ thôi tắt mic giùm em luôn ạ. Đó vậy đi. Hai con bây giờ ráng đứng đây bình tĩnh để chờ nghe kết quả ha. Chuẩn bị 3, 2, 1 bắt đầu. À! Trời ơi, chú bị phấn khích hay lố. Con là người chiến thắng, chúc mừng con. Yeah, yeah. Hồi nãy con muốn nói gì vậy? Chia buồn với đôi bạn. Hồi nãy con muốn nói gì? Con tính nhờ chú đứng đây phải không? Dạ không. Con muốn nhờ thủ lĩnh con đứng đây. Trời ơi. Cảm ơn mọi người đã tắt mic kịp thời. Công nhận bé đáo để dễ sợ. Thích con. Rồi. Rồi. Ở cái thành viên một cái nào. Đây, chúc mừng con đã thể hiện hai bài hát xuất sắc. Đối với chú rất tuyệt vời rồi con ạ. Rồi, bây giờ Ngọc Nhi qua kia ngồi với lại chị nha. Giờ thì đội của chú Phạm Huy chọn coi là mình sẽ thách đấu với đội nào tiếp theo đây. Hay, thì nói chung là bây giờ là đội em là ấm cúng quá mà. Bây giờ hai đội kia là bây giờ chọn đội nào cũng được. Nhưng mà tại vì á, Tú là con trai, cho nên bây giờ là em quyết định là em sẽ chọn đội chị Ái Phương. Ủa sao cái lý lẽ gì mà ngạo vậy? Có liên quan tới giới tính ở đây nữa là sao em? Nè, em chưa biết chọn ai là bạn kia xung phong giơ tay liền, anh thấy chưa?
Quốc Dương hả dân con? Dân chơi là không cái sợ gì? Mưa rơi em. Đây là ai? Đây là Quốc Dương. Đó thì không, ý định của em cũng có tính là chọn bạn Quốc Dương. Yeah. Tại vì hồi nãy thấy cũng lanh quá. Cái gì mà cá mập rồi không sợ cá mập cái gì đó. Ừ. Cho nên là chắc là mình chọn bạn Quốc Dương hả? Vậy thì bên này chấp nhận không con? Dạ con chấp nhận. Con sẽ chọn bài gì để hát với chị? Dạ con sẽ chọn bài Thiếm Hai Lúa. Trời Thiếm Hai Lúa. Trời, sở trường của con luôn. Trời. Rồi vậy thì mời hai con bước ra sàn đấu. Bình tĩnh tự tin chiến thắng. Thiếm Hai Lúa, Ngọc Bích và Quốc Dương, trận đấu bắt đầu. 2, 1. Cái gì vậy? Cô Ái Phương đã sử dụng quyền trợ giúp. À, em thấy là với cái bài này á sẽ hợp với lại cô bé này hơn, hợp với Candy hơn. Nếu vậy em đang có quyền gì trong tay? Chính vì là em đang có cái quyền này cho nên em sẽ sử dụng, nó chính là quyền chuyển. Chuyển. Vậy là Candy Ngọc Hà sẽ được thay thế Quốc Dương. Cố lên con ơi. Yeah. Yeah. Wow. Thiếm Hai Lúa Ngọc Bích sẽ đối đầu với Thiếm Hai Lúa Candy Ngọc Hà để coi thiếm nào hát hay hơn thiếm nào. Trận đấu bắt đầu. 3, 2, 1. Mọi người ơi, lâu lắm hôm nay xa quê về thăm thằng cháu, bà nó thay tôi chăm nom bầy heo với gà, tay sắt nát mặt hai chục quân bên đây vui xoài. Vừa lòng vừa nắng phố phường kẹt xe chưa từng thấy, đi ghe co gió mới thấy vui, nên tôi thấy buồn nồng nao lòng nhớ quê. Tìm về nói canh chua thẹn hoài mùi măng kho, chẳng thấy nơi đâu xanh tươi bằng quê mình đó. Cá kèo luộc rau sao mà măng, trái mình heo qua chẳng muốn ăn, dân ca hết thời nơi nơi hát hoài toàn là mừng lúa. Thêm nhớ dân ca quê hương lời ru ấm lòng, thêm nhớ con sông quê nhiều lắm, ban đêm thức dậy cùng bầy heo tùy tôi hai lúa vậy mà lòng vui. Ngoài đường toán xe hơi, người người dài tay ga, chẳng phải lên ghe qua sông, vừa lâu vừa nắng. Phố phường kẹt xe chưa từng thấy, đi ghe co gió mới thấy vui, nên tôi thấy buồn nôn nao lòng nhớ quê. Về nồi canh chua, thèm hoài mùi măng kho, chẳng thấy nơi đâu xanh tươi bằng quê mình đó. Kẹo luộc rau sao mà mắc, trai mình heo quang chẳng muốn ăn, dân ca hót trời nơi nơi hát hoài toàn là nhạc Tây. Thiếm đến đây, thiếm luôn, hai thiếm quá hay. Một cái trận đấu giữa hai thiếm phải nói là dễ thương vô cùng luôn. Tràng vỗ tay nữa dành cho hai thiếm. Giờ mời hai thiếm lên phi thuyền nghe. Dạ. Đi. Và kết quả đến từ các vị sứ giả âm nhạc. 3, 2, 1.
bắt đầu. Con ơi, chúc mừng Candy Ngọc Hà. Đây, tặng quà cho con đây. Bây giờ con xuống dưới kia con ngồi để con coi hai thí sinh trong đội của mình chiến đấu với mấy đội kia nha. Dạ. Nha. Rồi. Cảm ơn con, Ngọc Bích. Vừa rồi thì cô Ai Phương đã sử dụng cái quyền chuyển để Ngọc Hà thế cho Quốc Dương. Còn bây giờ thì chúng ta phải quay trở lại với Quốc Dương là cái người đã được lựa chọn từ trước. Bây giờ con sẽ là người tiếp tục đại diện đội mình đấu với hai đội còn lại. Bây giờ con với cô Phương bàn nhau đi, mình nhắm mình muốn thách đấu dài ha. Dạ, con sẽ chọn bạn Minh Hằng. Minh Hằng. Minh Hằng, đội của chú anh Tú hả? Dạ, yeah. Tại vì sao? Tại vì bên đó quá mạnh. Với lại cực mạnh này, nữa. Bên hợp, này là... với hợp style của con. Rồi. À. Hợp style của con luôn. Đứng lên thử chú coi coi. Ra đứng thử thôi, hợp không con? Thôi con trai đứng ơi, đừng đứng con ơi. Được luôn, được luôn. Okay. Cùng sai nha. Cùng, bên đây cùng. Minh Hằng nhỉnh hơn chút xíu, nhỡ chùm tóc này dảnh lên. Được, vậy là hôm nay con sẽ thi đấu cùng với bạn Quốc Dương ha. Con hát bài gì Hằng? Dạ, con sẽ chọn bài Sắc Màu. Chọn bài khó vậy luôn á hả? Dạ. Bài này không có dễ đâu. Chú Tú biết bài này không? Dạ biết. Chú Tú hát thử một câu đi. Một màu xanh xanh chấm 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 thêm vàng. Đó, đúng không anh? Chú Tú ấy, chấm chấm chấm, chú tưởng là chú Tú rải muối tiêu không đó. Chấm 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 chấm. Bạn nhường mình đi, mình sẽ chiến thắng bạn. Ủa sao mấy cậu không có gì vinh quang luôn. Không vinh quang gì hết. Bạn nhường mình là mình thắng đúng rồi. Hiểu không? Không bao giờ, mình không bao giờ nhường bạn đâu. Ghê gớm chưa? Trời ơi. Hai bên là quyết tranh giành phần thắng về phía mình. Và bây giờ trận đấu giữa Minh Hằng, Quốc Dương bắt đầu. Một đêm trong đêm thâu, một phần sáng trôi.
Hay quá con ơi. Hay quá. Trời ơi. Trời ơi. Hay quá. Trời ơi, bây giờ biết chọn ai đây? Mấy cái con người kia chuẩn bị uống thuốc trước đầu đi. Mấy chú mới có nè. Cái bạn sứ giả đó đó. Cô Tuyết Mai chào hai con. Dạ con chào cô. Trời ơi. Bắt đầu, bắt đầu. Sao lẹ vậy? Sợ. Chào mà cũng đốc mình râu. Trời ơi, cô không thể tin được là hai bé rất là nhỏ tuổi nhưng mà có một cái màn biểu diễn xuất sắc như vậy. Giá như mình có một bài hát nữa để các bé có thể hát thêm một lần nữa thì chắc cô cũng không biết chọn ai luôn, tại vì hai con quá xuất sắc, tuyệt vời. Dạ cô cảm ơn cô. Bây giờ nè, đi lên trên phi thuyền để mình coi coi các vị sứ giả sẽ chọn lựa ra sao nha. Đi. Dạ. Trời ơi, ngang tài ngang sức. Em không muốn gà của em rớt xuống dưới. Ừ. Em sẽ thay thế chỗ gà của em đứng. Con nói sao Dương? Dạ con cũng muốn Phương lên. Bình thường. Bình thường con à. Nhưng cô không nghĩ là con rớt xuống đâu, cho nên cô sẽ đi lên đó đứng. Đúng rồi. Cô sợ gì mà không lên. Nhắn gửi gì cho nhau chăng? Thôi đội nào cũng nói đội mình mạnh mà đội nào lên đó cũng sợ rớt. Không dám nói điều gì khi đứng đây. Anh yeah! Tuấn yeah! Chúc mừng con Quốc Dương. Để xuống chập quê coi. How are you doing? I'm fine, thank you. I'm fine. Bây giờ thì có phần quà dành cho con nè. À, chú Tuấn muốn nhắn gửi gì với con không? Con hát rất hay. Con quá mạnh trong lòng chú. Ừ. Rồi bây giờ con qua đó ngồi với các chị nha. Vừa rồi là một tiết mục quá ấn tượng với khán giả. Chúng ta sẽ lại tiếp tục lựa chọn một đội để thách đấu. Bây giờ sẽ chọn Hạnh Trang. Trời ơi. Đối với chú Phạm Huy. Dạ. Cũng chọn cùng sai luôn. Con hát bài gì? Con sẽ hát bài Ngày Mai. Yeah. Ngày Mai. Giờ tiếp theo Quốc Dương với Hạnh yeah. Trang sẽ như thế nào đây? Chúng ta cùng chờ xem nha. 3, 2, 1, trận đấu bắt đầu. Trời ơi, chưa gì hết mà lip sync. Đúng rồi, biểu diễn vô đúng rồi. Na 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 na. Qua đêm đầy hơi ấm sẽ nồng nàn, màn tới sẽ còn sáng, chuyên nắng chưa chàng. Từng ngày dài bơ mãi chưa ngồi ngoài, ngủ kín nhưng về dài mà em bay mài. Trong tâm anh tiếng hát say mê, nên bề thương cho bao nhiêu cuộc đời. Nơi đây bên thung hát vang lên anh la la la. Cho mê man thêm bao nhiêu con cao, quên nơi hôm có bay lên ồn ào. Hãy đến với tôi đón chào ngày mai. Đang chim bay về tìm nơi đây bình yên. Ngày mai hãy cho tôi ngủ quên, ngắm trăng vàng bên mây, ngập tràn giữa sông nụ cười trên môi đẹp. Ngày mai đến bên tôi gần hơn, biết bao nhiêu niềm vui đợi chờ anh nắng ngập tràn lung linh đẹp xinh. Và hãy hát say sưa cùng tôi những yêu thương đầy vơi, như rằng đôi tay và thời gian đang ngừng trôi như giấc mơ. Trọng điểm diễn xuất. Hey 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 hey. Trời lắm quá kìa. Bên đội chỉ lắm quá kìa. Go hey hey hey. Đúng rồi con ơi, hay quá con ơi. Qua đêm này hơi ấm sẽ nồng nàn, mang tới trong không gian chút nắng chưa tràn. Từng ngày dài vẫn mãi chưa ngồi hoài, u kín những vết sai mời anh ban bài. Cho tôi mang những tiếng hát say mê đem yêu thương cho bao nhiêu cuộc đời. Ngay đây bên tôi cũng hát vang lên anh la la la. Cho tôi mang những bao nhiêu con cao, về đi hôn qua bên lên ồn ào. Hãy đến
nơi đây bình yên. Ngày mai hãy cho tôi ngủ quên, ngắm cho bên mình mình ngập tràn sức sống, nụ cười trên môi đẹp xinh. Ngày mai đến bên tôi gần hơn, biết bao nhiêu niềm vui để chờ ánh nắng ngập tràn lung linh đẹp xinh. Và hãy hát để sức cùng tôi những yêu thương đầy vơi, chỉ cần tay tay và cười càng như ngược trôi như giấc mơ. Cô Tóc Tiên mà có coi cái chương trình này là cô Tóc Tiên cũng phải là thán phục các con luôn. Chúc mừng các con nghe. Đi nào, lên phía thiên. May cô chú thủ lĩnh dự đoán kết quả thế nào nè? À, em thì em không biết là kết quả như thế nào. Tại vì thực sự là tới chương trình này bạn nhỏ nào hát cũng hay hết á. Nhưng mà cái vấn đề là cái bạn nhỏ của bên em đó nhỏ quá. Mà bây giờ thấy rớt xuống thì thấy thương quá. Cho nên em tính là bây giờ em lên đó em đứng thế cái vị trí của bạn. Được thôi, mời em. Dạ. Cô Phương, cô muốn nói gì không? Dạ, nếu như bên kia lên rồi không lẽ em ngồi đây? Không sao, nếu như mà cô Phương muốn ngồi, cô Phương có thể ngồi. Con muốn nói gì nè? Cô Phương ơi, lên thêm một lần. Tự nhiên mất tiếng luôn. Con muốn nói gì? Tại con hơi run. Hơi run thôi, thương quá. Con có muốn cô lên không? Con có muốn cô lên đó không? Dạ, có. Rồi, vậy cô đi lên với con. Rồi. Khi mà em lên tới đây rồi em mới muốn là em đi xuống lại. Em muốn đi xuống lại hả? Kết quả bắt đầu. Wow! Wow! Như vậy người chiến thắng trong trận đấu này là Hạnh Trang. Chú rung quá con. Cô Phương thấy sao? Dạ, thấy đã. Cảm giác này cô đã từng trải qua rồi mà đúng không? Dạ đúng rồi, rất quen thuộc. À, cho nên là cô rất là tự tin về dạng dĩ khi đứng ở trên đó. Còn con cũng đã làm rất tốt rồi. Bây giờ con qua đó ngồi với các bạn nha. Bye bye con, xíu nữa gặp lại. Rất là tiếc khi Ái Phương đã mất đi một chiến binh rất giỏi luôn đó. Còn một mình Candy Ngọc Hà thôi. Bởi vì bây giờ hai đội còn có một người Mà cái bé kia là hồi nãy là mình nghe giọng rồi Mà cái bé này thì mình lại chưa nghe Cho nên là một lần nữa em quyết định em chọn đội chị Ái Phương. Con hát bài gì nè? Dạ con xin hát bài Cha Già Rồi Đúng Không. Cha Già Rồi Đúng Không. Trời được không ơi. Trang? Bài đó con biết không? Dạ biết. Biết rồi vậy con có tự tin không? Dạ có. Đó. Trận đấu giữa Candy Ngọc Hà và Hành Trang bắt đầu. Rồi đúng không? Mình kém tay chân tình.
già rồi. Đúng không? Cứ hát mãi không cả hoài lang. Cha già rồi đúng không? Con xin lỗi cha, con thật vô tâm. Cả cuộc đời mới chờ, chỉ sống với những ước mơ ngày thơ. Từ vé đôi tim, có lẽ cuộc đời còn có bao nhiêu lần bởi nắng đau. Cha kể con nghe. Hay quá. Trời ơi, dễ thương. Ngang tài ngang sức, mình sẽ chờ đợi kết quả trên chiếc phi thuyền không gian. Đi. Có rung không? Dạ không. Ừ không, hơi nhẹ xíu. Còn Trang sao con? Con muốn nói chú Nghĩa đứng thế chỗ con đi. Không có được. Em hứa cho anh là em không có bày đúng không anh à? Con biết không, nãy giờ là ha, cô Phương đứng rồi ha, chú Tú đứng rồi ha, nhưng mà chú Hy chưa được cái cảm giác đó. Cho nên nếu bây giờ con cần sự trợ giúp, mời chú Phạm Hy lên đây nè. Yeah. Bé đâu có mời đâu anh. Anh mời, anh thay mặt bé mời luôn nè. Đó, mời chú Phạm Hy lên đây. Thiệt sự là em rất là muốn lên, bởi vì hồi nãy hai bé hát em có chảy nước mắt. Chờ đợi kết quả nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Ủa sao vậy? Wow. Ít ra cũng được một lần trải nghiệm phải không? Ngọc Hà chiến thắng. Đi nào, các con mình xuống. Hồi nãy con hát là chú chảy nước mắt luôn. Chú nhớ nhà. Ừ. Không, em khóc thiệt. Ừ. Không vậy có gì hay lắm rồi con ha. Rất là hay. Bây giờ con qua kia ngồi với các anh em. Như vậy là bây giờ ba đội tỷ số bằng nhau. Bên kia chú nhìn thấy là hai anh chị đều lớn hơn con hết. Con có ngại không? Dạ không. Không. Vậy con sẽ chọn đội nào để thách đấu? Ừ. Bên này quyết định là cái mặt nào thấy ghét hơn. Mặt này nè chị ơi. Là chọn cái mặt đó. Chị nhìn kỹ đi, cái mặt em rất là thánh thiện. Ừ. Có một người đang cố làm mặt dễ thương kìa. Chính vì là hai gương mặt rất là thánh thiện, có một gương mặt thánh thiện hơn. Cho nên chúng tôi sẽ được chọn đội của Phạm Hy. Thấy chưa, mà không thánh thiện bằng luôn. Con hát bài gì nè Bảo? Dạ thưa chú, là con sẽ chọn bài Bỏ Quê ạ. Bỏ Quê. Bỏ Quê. Cố lên con. Ê, cố lên con ơi. Chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Gì vậy? Gì vậy? Ủa gì vậy? Sao đấu sĩ mình lớn hơn mà mình sợ hay chăng mà mình dùng quyền trợ giúp? Không phải anh à. Tại vì không phải là em sợ, mà bây giờ có mà không dùng thì mất công mà mình bỏ nó bị uổng. À. Chứ thiệt ra là em không có tính dùng. Ừ. Nhưng mà không thể nào để cái đội kia mà ngồi không, mà bạn kia là chưa hát bài nào mà đi vô thẳng vòng chung kết được. Cho nên cái vòng chung kết phải là bạn này. Vậy thì em đang có quyền gì trong tay cho anh coi thử coi. Trời dữ lắm anh ơi. Đó là quyền chẳng. Thì bây giờ bên đó sử dụng thì bên đây phải thực hành thôi. Mời con. 3, 2, 1. Cái gì nữa vậy? Cái gì vậy? Ủa gì nữa vậy? Cái gì xong cho mấy con hát đi mà cái bấm chuông giành quyền trợ giúp hoài vậy? Thật sự là như thế này, đồng đội của em thì em biết, em rành. À. Cái sở trường của bạn này á không phải là một cái bài dân ca. Là sở trường của bạn là nhạc nhẹ này nọ thôi. Tủ. Dân ca là của em. À, gì? Tủ. Và quyền trợ giúp của em. Hồi nãy ai nói là xài quyền trợ giúp là hèn đồ vậy anh? Không, quyền này quyền cứu nha. Cứu. Em còn thành viên của đội em. Em xin cứu bé Minh Hằng lên hát bài này. Wow. Con đã được cứu. Hãy tận dụng cơ hội này để giúp cho đội của mình giành chiến thắng. Nghỉ ngơi hát chung kết không ơi. Và trận đấu bắt đầu. One.
rời miền quê, mẹ dõi theo nước mắt đôi dòng, cha xót và buồn đau, thương con khờ lặng bến ra sao. Hai đứng lặng mờ đau thương cha, nước mắt tuôn trào, bao nỗi buồn mệt mong, chỉ xa rời quê nghèo buồn không. Mình lên trên phi thuyền chờ kết quả thôi. 3, 2, 1, bắt đầu! Wow! Thầy tuồng quá! Bao nhiêu không gian vẫn cười không hề sợ sệt. Hay lắm con ơi. Hay quá con. Chúc ơi. Mừng con Minh An. Rồi mình xuống nào. Đây là quà của con. Cảm ơn con, một tràng pháo tay cho Ngọc Hà. Giỏi quá. Vậy là còn Hà My với Tấn Bảo. Hai bạn nhỏ này từ đầu chương trình đến giờ chưa được thể hiện. Yeah. Và chúng ta cũng rất là hồi hộp để chờ xem các bạn hát như thế nào. Vậy thì bây giờ Tấn Bảo, con nghĩ coi mình hát bài gì nó sẽ là lợi thế cho mình nào. Dạ thưa chú, là con sẽ hát bài Mưa Chiều Miền Trung ạ. Mưa Chiều Miền Trung. Hà My được không con? Dạ được. Vậy rồi. Thì mời hai con bước ra sàn đấu. Cố lên. Trận đấu bắt đầu. 3, 2, 1. Đất bụi phù sa, người miền Trung gian khó nhiều đời qua. Từ khi anh xa quê nhà, từ đó em nhớ mong người xa. Mùa đông mây lững lờ trôi trời, miền Trung mưa lắm bạn tình ơi, chờ anh nay bao đông về.
chưa về bên đời. Còn nữa mây kia vẫn bay sao hờ hững giữa đất trời miền Trung nước lên đau lòng xa rồi người em ơi quê hương mang má buồn chiều miền Trung mưa tím bên sông. Công nhận nha. Hai thả hai giờ đẹp trọng mới. Hai con hát cuối nữa. Cùng quá xứng đáng nha. Rồi, bây giờ thì mình lên phí tiền đi nào. Hay quá con. Và bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi kết quả. Con muốn nói gì? Dạ. Tuy là hơi kỳ mà chú hai con sợ. Chú ơi, cái con. Con hãy thể hiện bản lĩnh đàn ông con. Con muốn nhờ chú Huy không? Dạ không ạ. Đó, đó. Trời ơi. Đàn ông là thế, thấy chưa? Rồi, con gái ra đây. Giây phút quan trọng đã đến, thưa quý vị. Nếu như đội nào chiến thắng ở trận đấu cuối cùng này thì sẽ nhận về cho mình số tiền thưởng trị giá cho toàn đội là 20 triệu đồng. Chuẩn bị, 3, 2, 1, bắt đầu. Tân Bảo. Đây là phần quà dành cho con nha. Con đã làm rất tốt rồi con ha. Còn với Tân Bảo, con ác chủ bài của chú Phạm Huy đưa ra cuối cùng dứt một cái gọn gàng, sạch sẽ, chiến thắng gian dội. Một phần quà dành cho con là trước tiên nè. Đó. Sau đó đội của con còn sẽ nhận được số tiền thưởng là 20 triệu đồng nữa. Bây giờ thì mời Quái Phương và mời tất cả các con chúng ta lên sân khấu nào. Lên đây con. Đây là phần quà dành cho đội của chú Phạm Huy, 20 triệu đồng, nhà vô địch. Chúc mừng. Mà thiệt ra hôm nay theo chú thì các con ai cũng là nhà vô địch hết trơn á. Bởi vì các con quá giỏi, quá xuất sắc luôn. Dù cho các con phải ngồi ở hàng ghế kia sớm hay là muộn thì các con cũng đều giỏi như nhau. Cho nên là chúc mừng tất cả các con đã thể hiện tài năng mình quá tuyệt vời trong ngày hôm nay. Cảm ơn ba thủ lĩnh Phạm Huy, Nguyễn Anh Tú và Ái Phương đã đến tham gia chương trình. Cảm ơn chính vị sứ giả âm nhạc đã đồng hành cùng với các bé và các vị khán giả ở đây nữa. Thưa quý vị khán giả, chương trình Đấu trường âm nhạc nhí xin được phép kết thúc tại đây. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty M&T Picture thực hiện, phát sóng hàng tuần vào lúc 21 giờ thứ hai trên kênh truyền Vĩnh Long 1, phát lại vào ngày hôm sau lúc 13 giờ trên kênh truyền Vĩnh Long 2. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.
Trong tập tiếp theo, thủ lĩnh Duy Khánh và Lương Vĩ Dạ sẽ phải đối đầu với một đối thủ rất đáng gờm, đó chính là diễn viên Hữu Tính. Anh chàng có một giọng hát vô cùng nội lực. Bây giờ em luyện thanh cái cho mọi người nể chơi. Lên nữa. Liệu tài thao lực của anh ấy có tốt như giọng hát không? Đây là chiến thuật của chúng tôi. Chúng tôi không có thủ lĩnh. Bốn người chơi, cuộc đời của em sau này sẽ không bao giờ có thịt bò mà ăn. Lý do, bò nó ăn cỏ, em diệt hết cỏ, lấy gì mà ăn, sao ăn thịt heo đi. Cùng dàn đối sĩ nhí vô cùng giỏi giang, giọng hát ngọt ngào, trình diễn vui nhộn. Ta muốn hỏi một ca, đó người ta yêu ta. Ai sẽ là người giành chiến thắng? Đón xem chương trình Đấu trường âm nhạc nhí tập 10 phát sóng vào lúc 21 giờ thứ hai ngày 19 tháng 8 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.